Và rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay series sinh tồn thời tiền sử trong phần chơi ARK. Và trong video tập trước đó các bạn, thì mình có một chuyến đi về căn nhà của mình á, đến với một cái khu vực mới nè, khu vực ở một cái tường thành rất là lý tưởng để xây dựng căn cứ ha. Nhưng mà hiện tại là mình đang thiếu vật liệu xây dựng rất là nhiều các bạn, cho nên trong tập ngày hôm nay mình sẽ làm một chuyến để mình đi săn tìm mấy con mà kiểu như chuyên nghiệp farm đó bạn, như là farm đá, farm meter đồ các kiểu ha, để chuẩn bị xây dựng nhà trong cái tường thành này luôn. Thì để đi săn thì chắc là sẽ lấy thêm cái phần nè berry theo các bạn. Thường là mấy con farm của mình á, như là ankylo doi đó, là nó cần rất nhiều berry, cho nên sẽ lấy theo cái berry tím theo ha. Và trong này thì có thịt nữa nè, thịt này thịt thối nè, mình sẽ đem xuống phía bên dưới để mình chế tạo thêm cái phần narcotic nữa các bạn, để lát nữa mình có cần thì mình sẽ sử dụng luôn ha. Mũi tên của mình hiện tại là có 25 mũi thôi, cho nên là cần phải có thêm cái phần narcotic nữa để chế tạo tên và bỏ trong này. Thử xem coi mình còn thiếu berry nha. À đủ luôn các bạn, bấm thêm một cái nữa. À hết berry rồi, nhưng mà được thêm 50 cái nó cũng được, đem theo. Cái này mình sẽ có thể chuyển thành mũi tên nè, cho nên là sẽ chuyển thành mũi tên luôn đây. Đó, khi được 30 mấy mũi các bạn. Với số lượng này thì mình nghĩ chắc là đủ hả, cho nên là lên đường thôi. Và lần trước thì mình đi qua bên cái khu khu núi lửa đó các bạn, đó gần cái căn cứ của mình thôi á. Khu núi lửa thì mình thấy á là có cả ankylo hay ít nữa, cho nên qua phía bên đó đây mình bắt luôn. Phía bên đây của mình thì có doi cũng có nè, bên đây thì cũng có ankylo rồi nữa các bạn. Nhưng mà chắc mình bắt cái con hay ít luôn đi anh, thấy hay ít nó kiểu như nó đẹp đẹp đó các bạn. Còn mấy con phía bên đây thì 135 cũng được ghê chứ. Nhưng mà thôi, qua bên khu phía bên đây thì có mấy con Raptor Alpha bạn. Mấy con đó thì để dành lại mình luyện level cho cái con heo chiến của mình, với lại săn đờ cũng ngon nghe luôn á. Vậy là gần căn cứ của mình thôi ha, có rất là nhiều những con Alpha nè. Và ở dưới kia thì có Alpha nữa nè, đó ở dưới này có Alpha nữa ha. Và bên đây thì Raptor không à, còn là Raptor thôi. Và cái khu vực căn cứ của mình á bạn, nó gần cái chính giữa cái map á, cho nên là thuận tiện đi tới đi lui lắm, đặc biệt nhất là qua bên khu núi lửa ha, gần luôn nè, lướt qua một chút thôi là tới rồi. Qua phía bên đây để sẵn mình vừa đi săn thú các bạn, mình sẽ kết hợp với lại đi khám phá thử ha, xem coi bên cái khu núi lửa này nó có cái hang nào độc độc lạ lạ không, mình khám phá luôn. Bà con này thì chắc là cho lên chút tốc độ đi, nó bay chậm quá, lên chút nữa. Đi con bờ te thì nhanh hơn ha, nhưng bờ te thì nó không có tải hàng cũng như không có gấp được cho mình gấp thú được, cho nên là đi bằng con này thôi. Và dưới này thì đó, qua phía bên đây thì rất là nhiều những con hay ít các bạn, như Kike hay ít nè. Kike thì mình cả Gigan nữa ha. Đây anh kia Elo nè các bạn, 135 nè ha, 135 thì được á, nhưng mà đi tìm thêm thử xem coi có con nào xịn hơn nữa không. Cái đã 20 vậy. À doi nè, doi này hình như là level 100 à, doi level 100 thôi. Đi dọc dọc phía bên đây tìm mấy con nào trăm mấy trở lên đó bạn, trăm mấy hoặc là có 200 mấy luôn thì càng tốt. Mình bắt mấy con đó về cho xịn, farm cho được nhiều hơn nha, farm cho nhanh được nhiều hơn nữa. Trên này Tony mắc ma rồi, lượn lên trên này chỗ này cọc đánh boss thử. Hôm bữa mình thấy có mấy con doi mà mình chưa có nhìn level của nó các bạn, lần đó thì chưa có cái ống dòm nữa, bây giờ thì có rồi nè. Đó 130 nè bạn, còn phía đây thì 145 luôn nè. Cũng được, 100 mấy là thấy cũng ngon rồi đó anh, gần chỗ cọc đánh boss thôi, nhớ chỗ này nha. Con doi lại đi tiếp thôi bạn, mình sẽ tìm cái con ankylo trước đi anh. Dưới này có cái cục runton nè, giống như mình lượm luôn cục runton này để sưu tập bộ sưu tập run của mình. Hình như mình được 9 cục rồi các bạn, cục này là cục thứ 10 đó đúng không? Đúng rồi nè bạn, 10 cục rồi nè. Phải siêu tầm nó tận 200 cục lận, không biết là mình có siêu tầm đủ 200 cục trong cái series lần này không nữa, nhưng mà thấy thì cứ lượm thôi á. Trên này thì có thêm mấy con bọ cạp nữa, con cạp thì mình chắc là không bắt đâu, tập trung mấy con farm farm trước đi, trước thì tính gì tính nha. Mấy con hiệu chiến binh thì bắt sao cũng được. Đây thì có đôi 20 thôi, và dưới này thì gắn basilisk ha. Gắn basilisk này thì ôi 260 luôn các bạn, ôi hai con luôn hả, hai con hai cùng một level luôn các bạn, 260. Hai vợ chồng nhà rắn hay gì á nằm chung một chỗ luôn ha, một con đực một con cái, mà level của nó thì lại giống y hệt nhau luôn, nó mới ghê chứ. Con này 20 95 nè, đi tìm thêm đây bên đây nè, ankylo nữa các bạn, ankylo 90. Con này 270 nè bạn, đây đây con này được nè ha, đó 200 mấy luôn là ngon rồi đó, hay ít luôn nè. Phía bên trên này thì có thêm mấy con nha, Tony nữa thôi. Thì mình quyết định là bạn bắt con này luôn nha, 270 là rất là cao luôn rồi đó, cho nên là xử em nó luôn. Này lấy tên ra bà canh bắn thôi. Con này thì nó chậm lắm cho nên là cứ bắn xong rồi chạy, bật cái ống dầm lên để nhìn.
Một viên như vậy thì tăng lên khoảng tầm à 300 mấy ha, 300 mấy turbo. Mà mình canh cho nó tăng lên tối đa, cái mình bắn cho nó đỡ tốn mũi tên của mình. Đó, tăng lên tối đa 1k turbo rồi đó. Nó có 7200 thôi. Cho nên là dư sức. Lát nữa mình sẽ quay trở lại, hay là đi tìm thêm cái con Doi lên còn 200 mấy nữa. Không biết có 200 mấy không nữa. Nhưng mà thấy hồi nãy mình thấy có con 145 nó cũng được. Cái con Doi thì chủ yếu là để farm đá thôi. Cho nên là level 100 mấy là cũng ngon lắm rồi bạn. Farm mà cũng khủng khiếp lắm luôn rồi. Cho nên là lát nữa quay trở lại bắt con luôn con đó ha. Trên kia thấy cái cục hình đó nè. Bắn xong con này xỉu cái dục berry cho nó ăn cái này đi khám phá luôn các bạn. Vừa kết hợp vừa đi tem thú mà vừa khám phá luôn. Cho nó hấp dẫn hơn ha. Không biết bên đây có hang động không? Lần trước mình thấy có cái hang rồng là các bạn. Hang rồng chắc là để từ từ đi ha. Từ từ mình đi chậm trứng rồi mình ấp. Ấp trứng của nó. Tìm con nào đó bay nhanh nhanh chút. Như là cái con nha. Con bờ te chẳng hạn, bờ te hoặc là riffin các bạn. Bờ te thì phải nâng cho nó lên tốc độ nhiều nhiều chút. Chậm trứng xong rồi bỏ chạy cho nó nhanh nha. Chứ trong cái hang đó mình thấy lần trước thấy rồng nhiều lắm. Thấy rồng mà không dám chậm. Sợ nó phụt lửa cho cái là đi luôn nữa. Bị khổ. Ở đây rồi, nó chuyển sang trạng thái bỏ chạy rồi các bạn. Tôi tăng cao cái bỏ chạy ăn. Cầm vô ngay cái đầu nó bắn cho nó đã. Chạy đi đâu không biết nữa. Bắn từ từ thôi. Mỗi khoảng cách của mỗi mũi tên mình bắn khoảng tầm 2-3 giây gì đó bạn. Cho nó tận dụng cái hiệu ứng tăng turbo theo thời gian nữa. Để đỡ tốn mũi tên của mình hơn. Và đây rồi, nó đã gục ngã rồi các bạn. Mình sẽ cho nó ăn cái berry tím vô luôn đi ha. Con này thì 100 mấy cái là dư rồi. Nó chỉ cần có 49 cái thôi các bạn. 100 mấy là dư rồi. Và bên đây thì có thêm một con nữa. Rồi con này level có 20 thôi. Phía bên kia thì Pony. Pony đánh cái con kia đi rồi. Và bên đây thì con này 90 à. Thôi đi thôi các bạn. Mấy con đồng bọn của nó thấy mình bắn á, nó dí mình luôn á. Và đây là để cho tay mình bắt đầu hoạt động nha. Phải phải nhìn kỹ. Tay mình ội lên 2% các bạn. Con này tem rất là lâu luôn á. Cho nên thôi mình sẽ vòng vòng ở trên này để mình khám phá thêm nữa các bạn. Xem có con level cao hơn nữa không nha. Đặc biệt là con Nandoi á. Chứ còn ăn kia level ổn rồi. Và sẵn thì lên trên này thấy có cục thính đó nè. Rút luôn cục thính á. Con rắn có Tony trên này có mỏ meter nữa nè. Có bọ ngựa nè. Bọ ngựa level có 15 nè. 290 các bạn. Được 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 ha. 290 còn có 8 cái sừng của con nha. À, tê giác hoặc là 2 cái sừng của con Deadworm. Vậy là đi săn Deadworm xem cho nhanh hơn nha. Không biết cái map này nó spawn con Deadworm đâu nữa. Sau này mình sẽ làm một chuyến đi săn Deadworm để mình lấy nguyên liệu bắt con chiến binh bọ ngựa luôn. Ôi 290 luôn bạn. Max level là 300 á mà có con 290 là ngon lắm rồi. Nhớ cái chợ đó luôn nha. Sau này quay trở lại và có được 11 cục Runeton rồi nè. Sau một hồi tìm đó các bạn thì không có tìm thấy được con Doi nào level cao hết à. Cho nên là mình quay trở lại chỗ cây cột đánh boss nè. Cái chỗ này thì có con nha. 145 đây thôi. Cho nên quyết định bắt luôn ha. Phía bên ngoài thì có con rết nè. Con rết này nguy hiểm lắm. Phá giáp ghê lắm nè. Mình sẽ dọn cái khu vực này cho nó an toàn cái đã. Rồi bắt luôn. Đi hết một vòng luôn các bạn. Mà không thấy có cái gì đặc biệt. Không có hang động nào hết à. Cho nên quay trở lại chỗ cũ. Là con này thì mình còn 39 mũi tên nè. Con này thì turbo có 7000. Hỏi con này level thấp các bạn. Nhưng mà turbo của nó thì nhiều hơn con Ankylo lần hồi nãy luôn á. Ankylo hồi nãy có 7200 ha. Level tới tận 200 mấy. Còn con này chỉ có level có 145 thôi. Turbo nó rất là nhiều. Chắc là nó nhờ cái vỏ trứng á anh. Cho nên là cái phần turbo nó cũng cao hơn. Là con này thuộc dạng cũng rất là chậm chạp. Cho nên cứ rỉa từ từ thôi là được. Chỉ còn thêm một mũi nữa thôi các bạn. Nãy giờ nã nhiệt tình luôn nè. Đại rồi. Cuối cùng em nó cũng đã xỉu. Và con đồng bọn của nó thì nãy giờ dí mình liên tục luôn á. Mình sẽ dụ dụ nó qua phía bên đây. Chắc là mình sẽ xử nó luôn quá. Hai con này là con đực chứ hai con cái à. À nhìn nó quên mình nè. Rồi mau quên quá vậy. Ok mình sẽ cho nó ăn cái phần berry vô luôn bạn. Cho nó berry tím vô luôn đi ăn cho nó ăn. Đã rồi. Sẵn mình sẽ quay trở lại. Kiểm tra thử xem coi con Ankylo bên kia nó ăn xong chưa. Ankylo ở phía bên đây thì mới được có 31% thôi các bạn. Trời ơi còn rất là lâu luôn á. Kiểm tra lại thử xem coi. Berry thì vẫn còn. Nhưng mà tăng turbo, tăng timing thì rất là chậm luôn á. Cho nên thôi mình sẽ lượn vòng vòng thêm ở đây một chút nữa các bạn. Xem có gì đó độc lạ nữa không nha. Mình đang lượn vòng vòng thì mình phát hiện ra phía bên đây nó có một cái hang động nè các bạn. Để mình vô mình khám phá thử nha. Bên trong mình thấy có mấy con rết nè. Con rết thì mình sẽ chuyển sang mũi tên bình thường đi nha. Để mình bắn nó thử nha. Vô mình khịa nó các bạn. Xem coi mình vô mình khám phá được không nha. Trong lúc mà chờ đợi cho hai con kia nó ăn cái
Đúng rồi thì con rết này level 200 thôi bạn. Bắn ui, con rết thì bắn tầm xa nó vô lắm, vô đam lắm nè. Bắn một phát ngàn mấy máu bạn. Trời ơi. Tầm 3 mũi tên là đi ha, và nó phun độc nè. Ui, con rết này level tới tầm 1000 mấy là các bạn, 1160 luôn nè. Ôi, ở trong hang thì nó rất là nhiều những cái con spawn ra level cao và nó chạy cũng nhanh nữa. Mình cứ thử sử dụng chim điêu cắn nó thử à. Ở ngoài này thì mình có thể cưỡi được ha, nhưng mà vô trong chắc là không cưỡi được đâu. Ây da, ôi nó phun một phát 200 mấy đam các bạn. Còn con này của mình cắn lại được có 150 mấy đam thôi à. Hơi bị đau chút. Mình nghĩ chắc chim điêu mình chơi không lại nó quá. Chưa hết thấy nửa cây đó bạn. Máu bè bét hết luôn rồi. Này, đánh không lại, không lại, không lại thôi. Chắc phải dụ nó ra phía bên ngoài đi. Mình sẽ dẫn dụ nó ra phía bên ngoài cái. Rồi mỗi lần ra ngoài thì nó hơi lót má một chút ha. Đứng ở ngoài này mình dụ nó ra. Mình sẽ lấy tên mình bắn nó thiệt nó. Đó. Con này thì bắn tên rất là vô luôn á, vô đam luôn á. Con này chắc phải làm sập rinh đó bạn. Bắn nó sẽ ổn hơn á. Chứ còn bắn tên này thì hơi khó. Và mỗi lần ra vô chỗ này thì hơi khó chút nè. Mình sẽ dụ nó ra phía bên ngoài các bạn. Rồi mình sẽ lần mò vô trong ha. Con nó khó bắn quá. Sẽ đợi cho con đại của mình nó hồi phục máu lại. Phía bên ngoài này thì có mấy con bọ ngựa nè. Level thì chỉ có 15, 20 rồi thôi. Mình sẽ xử mấy con bọ ngựa đây để lấy hiệu ứng hồi máu cho con đại của mình. Cho nó ăn thịt đi ha. Lấy thêm phần polymer hữu cơ nữa. Rồi con rết kia thì nó ra tới tới ngoài chứ nó đâu mất tiêu. À, nó ra tới ngoài đó bạn. Mình sẽ dụ cho nó xa ra phía bên ngoài luôn đi. Rồi nó xuống cái hồ lava nó đang bị mất máu thì từ từ thì phải. Nó đang bơi dưới luôn kìa. Rồi mình sẽ nhanh nhanh mình quay trở lại luôn các bạn. Dụ nó ra được phía bên ngoài thì quay trở lại. Trời ơi, cái này con này còn nhện á. Cái con nhện thì level có 100 mấy thôi à. Đánh được. Này có con rết nè. Mình cũng đang cần có phần chi tin nữa các bạn, cho nên lấy luôn cái phần chi tin nó đem về. À vô trong này. À vô trong này mình cưỡi con này không được rồi. Mình phải tự lực đi thôi. Nó không cho tôi một cưỡi thú nữa. Rồi con nhện đã mất tiêu rồi. À, nhện phía bên đây nè. Nhện thì mình sẽ ra lệnh cho con đại của mình tấn công luôn đi ha. Đánh phụ mình. Mình sẽ đứng mình bắn phụ nó. Ở đó. Bắn tơ mình nè. Bắn tơ làm chậm các kiểu. Bây giờ mình sẽ đi vô phía bên trong luôn để mình khám phá trong cái hang này. Trong này có mấy cục crystal màu tím tím nhìn đẹp quá. Cái này ôi. Bỏ cả bữa nha. Rồi. Ngay ở phía đằng sau luôn. Chạy. Ây chà, ở phía đằng sau nó núp trong mấy cục đá mình không thấy. Bây giờ thì đi vô trong này nguy hiểm quá anh. Chắc là lát nữa mình sẽ đem con heo của mình qua đi. Con này bây giờ cho nó follow mình cái. Lôi nó ra phía ngoài. Chắc là mình phải về mình đem cái con heo chiến của mình qua đó các bạn. Ôi, nó chặn đường rồi. Chạy ra phía bên ngoài luôn. Con rết hồi nãy nó quay là chạy các bạn. Nó chặn đường mình. Chắc phải đem con heo chiến của mình qua phía bên đây á. Rồi đánh nó thì mới được. Chứ còn đi một mình về hơi căng. Và mình sắp tiểu nữa rồi nè. Kiếm cái berry cái đã, kiếm cái berry trắng các bạn, ăn vô chứ để giải tu vô mới được. Đây có nè, ăn vô giải độc cái chứ không, mình xỉu luôn á. Ok, tuột xuống rồi, tuột xuống rồi. Trời ơi, ra chậm chút xíu thôi, đã đánh mình xỉu chậm là coi như là chết chắc luôn á. Trong đó toàn là mấy con nguy hiểm không à, level nó lại cao nữa các bạn. Cho nên hơi căng ha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại chỗ con Ankylo thử ha. Mới đi lượn vòng vòng mình thấy có cái hang động đó đó. Chắc là lát nữa mình sẽ làm một chuyến qua bên đó khám phá luôn đi ha. Với lại em heo chiến của mình mới được. Rồi đứng đây chờ nãy giờ các bạn, cuối cùng em nó cũng đã tỉnh. Bây giờ thì chắc là mình cần phải có yên cưỡi cho nó ha. Yên cưỡi nó thì chưa có cho nên là hút nó vô trong cái cục này luôn đi. Để đem về cho nó gọn các bạn. Còn con Doi kia hồi nãy mình thấy nó chưa xong. Con đó thì mình bắt sao á. Cho nên chắc là chưa xong đâu. Con này xong trước, con kia xong sau á. Rồi bây giờ thì quay trở lại với con Doi luôn. Con Doi xong nữa thì mình sẽ hút nó đem về luôn các bạn. Chế tạo hai cái yên cưỡi luôn ha. Một cái cho em Ankylo, một cái cho em Doi. Rồi mình lấy con heo chiến của mình quá. Quay trở lại với cái hang nãy khám phá thử luôn. Bây giờ có heo chiến là chắc là vô trong đó cũng được á. Giờ cho nó coi có gì độc lạ không. Dưới này có Doi nữa nè, 135. Nhưng mà nãy giờ mình đi vòng vòng đây bạn. Mình thấy con 145 của mình đang tem với lại con đó là xịn nhất cái khu này rồi. Ở bên kia thấy cục thính à. Không có cục thính à. Màu tím tím mà gần chỗ căn cứ của mình bạn. Còn một cục thì ở ngoài cái khu nhiễm phóng xạ bạn. À, Doi thì cũng xong rồi nè các bạn. À, em nó tỉnh rồi nè. Nó tỉnh thì lên level 217 luôn. Cũng được. Rồi một bộ combo luôn. Mình sẽ hút nó vô luôn hay gấp nó về. Chắc là mình gấp nó về đi ha. Gấp nó về được các bạn. Con Doi thì mình gấp nó về đỡ phải hút vô. Gấp cái. À ok. Đưa em nó về luôn các bạn. Sẵn mình đem cái con heo chiến của mình qua luôn nha. À để Doi ở phía bên trên ha. Ankylo của mình thì còn ở trong cái cục hút cho nên là cứ để nó trong đó thôi. Bây giờ mình sẽ học cái yên cưỡi cho Ankylo luôn. Ankylo như là chế tạo trực tiếp ở trên người của mình thôi.
À trên Smithy các bạn. Rồi đâu y luôn á. Đâu y thì cũng trên bàn Smithy luôn. Và khu vực là xung quanh này vẫn an toàn lắm. Và mình sẽ chế tạo Ankylo. À đâu y trước ha, Ankylo luôn nè. Nguyên liệu mình bỏ hết trong cái bàn này luôn các bạn. Cho nên có cần là chế tạo luôn. Và đồ nãy lụm thính nè. Còn là mấy cái tường bằng gỗ không nữa các bạn. Không có gì xịn nữa nè. Ở đây rồi. Có yên cưỡi cho cái con nha. Con đôi gì đó. Còn chờ đợi Ankylo thôi. Ankylo thì từ từ tính xanh các bạn. Đôi mình sẽ lắp cho nó trước đi anh. Đây nó trên này thôi. Sắp sửa chúng ta sẽ có đá rất rất là nhiều đá luôn. Để xây dựng căn cứ. Đó. Có Ankylo này bắt bên khu núi lửa đó bạn. Cho nên là nó cũng có tông màu đỏ đỏ ha. Nhìn cũng rất là đẹp nè. Kết hợp với con Ankylo của mình nó một bộ combo hoàn hảo rồi. Mình sẽ cho con Ankylo ra phía bên ngoài luôn đây. Ai da. À, nó rớt xuống phía bên dưới luôn rồi. Đây trong này mình cứ lượm được mấy cái yên xịn đó bạn, Alloy rớt đâu nè, rồi yên của con cóc đó nè đó, thì yên đó là lốt trong mấy cục thính á, nó có cái phần trăm giáp cao lắm. Còn mấy cái yên tự chế tạo thì chỉ có được có 25 giáp thôi. Và con này thì đó chửi ngon lành nữa bạn, mình sẽ thử với mấy cục đá thôi. Thằng nó farm được rất là nhiều flame nha. Còn muốn mà farm được đá thì đem con đâu y xuống, mình thì muốn cho nó an toàn cho nên sẽ để nó ở trên này đây. Sau này mình kháng quái ở dưới đó bạn, là chuyển em nó xuống phía bên dưới nha. Không thì để trên này cũng được các bạn, trên cái tường thành này nó kiểu như cũng rộng á, cho nên để trên này để nuôi thú ở trên này luôn cũng được. Mình sẽ để nó đây đi. Bây giờ mình sẽ qua phía bên kia bạn, mình hút cái con heo của mình vô luôn để mình đi thử khám phá luôn bạn. Thấy cái hang động đó nhìn đẹp quá, với lại mình đang có con heo chiến nữa, cho nên là sẵn hút cái con này vô để đi luôn. Đây là các bạn, một lần nữa mình quay trở lại với khu núi lửa. Mình sẽ đậu ở phía bên ngoài đi ha. Phía bên trong mình thấy con rết nó đang bò bò nè, nguy hiểm lắm. Cho nên là mình sẽ quăng con này ra phía bên ngoài đi, để cửa nó vô trong. Phía bên ngoài này cho nó đứng yên một chỗ. Rồi, bây giờ thì có em heo chiến đó bạn. Mình nghĩ chắc con này chơi được ha. Không có đạn để bắn cho nên là cắn bình thường đó thôi. Rồi, cắn một phát 900 mấy đang đó bạn. Còn nó cắn lại con heo của mình thì chỉ có 100 mấy thôi. Cho nên là đánh khỏe lắm, chơi được. Ok, ngon luôn. Sẵn mình farm luôn phần chi tiên đó bạn. Trời ơi, phun đập cái gì cũng quyết nữa. Đâu mà suy nhê được. Ok, đây là 1.000 mấy luôn á. Bà giao trong này luôn. Nãy mình thấy có con. Ôi bây giờ xuất hiện thêm mấy con nha. Bọ cạp nữa nè. Hồi nãy chỉ thấy con nhện nữa anh. À đúng rồi, hồi nãy trong có con bọ cạp. Nó bò ra phía bên ngoài cũng đúng. Ok, qua phía bên đây thì chi tiên xài khỏi mê luôn. Khỏi chê luôn các bạn. Ôi con này nó vào 1.000 mấy luôn hả. Ôi trong này toàn là mấy heo dữ dữ đó các bạn. Ôi ôi, đánh mình trúng độc rồi ha. Nhưng mà con heo của mình hình như là nó không có. Ôi nó vẫn tăng nha. Vẫn tăng turbo lên nè bạn. Tăng turbo nhưng mà hơi chậm cho nên uống cái này vô một cái. Lên cho nó thêm chút sức mạnh nữa đây. Với trong này nó hơi nóng một chút. Và chờ đợi cho em nó nhảy múa một cái đã. Đi sâu vào phía bên trong này thử xem thôi. Đó, có con nhện trong nha các bạn. Nó núp núp ở xa luôn á, ui 800 luôn ha. Nhưng mà ở trong đó chắc nó không bò ra đâu. Vô trong này luôn. Trong này có cái tông màu nhìn đỏ đỏ ghê quá. Ôi chứ trong này an toàn đó bạn. Phía bên trên này có mấy con gì á. Mấy con này, à mấy con này là con dơ các bạn, con dơ chơi mới nè. Dơ mới cho cái map lần này nè. Không biết dơ cho mày có tấn công mình không anh. Đây vô ra. Ui nó tấn công mình các bạn. Dơ mới này hả. Dơ mới này theo như thông tin mình nghiên cứu thì nó có khả năng là hút máu được các kiểu bạn. Nhưng mà muốn tem nó là mình cần phải có bịch máu mới được. Ây chà nó dí theo mình kìa. Phải có bịch máu kiểu như bịch máu mà giống giống tiểu tem con nhện đó bạn. Hút máu của mình ra đó, cho nó uống á thì mới được. Con này thì level có 170 nữa. Vậy là trong cái hang này có thể spawn ra mấy con dơi này. Mình sẽ tự mấy con dơi level thấp đi ha. Để sau này mình quay trở lại các bạn. Chắc là sắp tới mình phải chế tạo cái bình hút máu á. Hút máu thì trong này đó bạn. Đây, Genesis X1 mình có hút máu một lần cho nên mình biết nó chế tạo trực tiếp trên người của mình thôi. Đây cái này nữa ha. Đủ nguyên liệu luôn nè. Thử mình hút máu một cái. Dưới trong này nóng quá à. Ồ nóng tuột. Chết không? Tháo cái đồ ra cái đã. Tháo đồ ra thử xem có đỡ nóng hơn không. Rồi nóng. Nóng tuột máu luôn các bạn, ở trong này lâu quá không được. Rồi quên đem cái bộ đồ fiber rồi. Trong này có cái này hả? Lượm thử là có fiber không? À có fiber các bạn. Trong này nó hơi nóng chút anh. Sinh tồn trong này luôn à. Chế tạo cái bộ đồ fiber cái đặt. Tài áo, nón với lại thêm cái quần nữa. Lượm lượm nhanh nhanh cái đó. Ở nhà của mình có bộ giáp fiber á mà không có thêm theo. Mặc vô mặc vô. Ok chống nóng chống nóng. Rồi làm thêm cho mình cái quần nữa. Cái đôi giày với lại cái tay nữa thôi là xong ha. Mặc cái quần vô thử coi đỡ nóng hơn không. Vẫn còn nóng lắm các bạn. Hy vọng mình không chết trong này, ăn vô lấy hiệu ứng hồi máu đã. Không được rồi, có vẻ như không ổn lắm các bạn. Bấm một cái bên này, bấm một cái luôn. Ok
mặc hết bộ này vô thử coi đủ không. Vẫn không nắm không không vẫn còn bị ô tuột máu xuống ghê lắm các bạn, không ở trong này lâu được rồi. Thôi lần sau quay trở lại vậy, chắc mình phải nâng thêm kháng của mình lên nữa các bạn, chứ giờ trong này sống lâu không được, máu tuột quá. Thôi thì lần sau quay trở lại ha. Vậy là kết quả là mình phát hiện ra được thêm một cái hang nữa bạn. Cái hang này thì nó có một cái con cái con quái đặc biệt á của cái series lần này là con dơi hút máu. Ok, vậy sắp tới mình chỉ cần tự hút máu của mình thôi là được. Lên thêm chút máu đi ha. Đó, ra phía bên ngoài này thì ổn lên các bạn với bộ giáp này á. Nhưng mà vô trong thì hơi đuối. Đó, hút máu để dành từ từ bạn. Nhiều nhiều máu mình quay trở lại ha. Vô trong đó mình thấy có nhiều quái lắm. Chắc chắn là có nhiều những con dơi hút máu trong đó lắm á. Cho nên là lần sau quay trở lại thôi. Mình đã về các bạn, về tới rồi ha. Ok, sau một chuyến đi thì hơi bị đau đớn một chút và hút máu một cái nữa các bạn. Tranh thủ trong lúc rảnh tay không làm gì hết thì hút máu. Và con đôi y này của mình thì chắc là mình sẽ cho xuống phía bên dưới đây. Con này chắc cho nó lên thêm một chút quay nữa cho nó tải hàng được nhiều hơn. Tốc độ thì 500 mấy nha. Tốc độ 500 mấy thì nó đi cũng ổn rồi. Và e ra một cái. Mình sẽ pha một ít đá ở đây nè. Dọn dẹp cái khu vực này thôi là chúng ta sẽ có được đá. Một phát một thì đập được 600 mấy nha. À 300 mấy thôi các bạn. Để thử coi. Nó đập một phát được bao nhiêu đá nha. Một phát được 377 không? 377 nếu mà mình nâng đam cho nó lên thử coi. Trở lên khoảng 1000 đam các bạn. Để đập một phát thử là được bao nhiêu đam. Đó lên 500 mấy liền các bạn. Một phát được 500 mấy liền á. Phát thứ hai thì nó bể cục đá đi rồi. Phát đầu tiên nè, thử coi. Đó 500 mấy liền. Khi mà mình nâng đam cho nó thì nó sẽ farm được giúp cho mình nhiều hơn. Đó chưa hết 2000 mấy rồi đó. Dọn dẹp hết khu vực này thôi. Vậy là mình chỉ còn thiếu một cái con để mình farm cái phần phần gỗ đó thôi các bạn. Farm gỗ thì chắc là bắt mammoth hoặc bắt heavy cũng được. Mammoth thì đúng rồi, heavy thì lần trước gần cái căn cứ cũ của mình các bạn có. Bây giờ qua phía bên đây rồi bắt nó thì phải hút nó về nữa. Đi đường hơi xa. Chắc là phải tìm con nào đó gần gần ở khu vực này mình bắt luôn mới được. Và thử một chút hả bạn. Đó, vậy là con này nâng đam với nâng cho nó quay các bạn. Là sẽ farm được nhiều hơn nữa anh. Được, được. Trở lên thêm một chút sức mạnh nữa đi. Farm cho nhiều hơn, nó farm được gỗ nè. Nhưng mà chủ yếu là được tháp thôi à. Và con này thì có lên cấp không? Lên cấp mình sẽ cho nó lên thêm chút quay trước. 1000 quay đi. Rồi lên thêm một chút sức mạnh nữa. Mình sẽ gấp nó qua phía bên kia luôn các bạn. Con này thì kim điêu của mình có thể gấp được cho nên là thuận tiện di chuyển lắm, đỡ phải hút trong cái quả cầu nè. Đó, mình thấy ở phía bên cái khu vực đây là đây gần nhà của mình hả bạn. Có mấy cái mỏ mây tờ này ha, có cả obsidian ở phía bên đây nữa. Cho em nó qua farm một chút luôn để đem về mình nấu lên. Chắc là phải chế tạo thêm nhiều nhiều cái lò nung một chút. Chứ sau này mình cũng cần có nhiều mây tờ lắm. Và con này thì đập một phát được ra. Để phải mình cho nó mất cái chỉ số đi ha. Đập một phát thôi được bao nhiêu nha. Được 300 mây tờ bạn. Có khi 200 mấy có khi được 300 nha. Và nếu mà mình cộng cho nó lên thêm sức mạnh lên nữa thì chắc chắn là nó sẽ farm được nhiều hơn á. Ăn gần cái đói quá. Nãy bị hút máu bạn. Đập một phát. Obsidian ha. Đập một phát. Đó 400 liền các bạn. Lên hẳn liền ha. Nhiều hơn liền nè. Obsidian bây giờ chắc chưa cần nhiều đâu. Chủ yếu là mây tờ thôi. Và nâng cho nó thêm sức mạnh lên cái đi. Quay thì cũng tạm tạm rồi ha. Chưa có đầy. Cho nên là chủ yếu là sức mạnh trước. Và chờ đợi cho nó nhảy múa một cái rồi mới farm được. Đập cái thứ hai nó bể luôn. Và đập cái đầu tiên nè. Quan trọng cái đầu tiên các bạn. Đó 500 mấy liền. 519 cộng thêm một điểm nữa. Hãy sang coi có thay đổi gì nhiều nha. Và 500. Cũng 500 mấy thôi các bạn. Một điểm không có ảnh hưởng quá nhiều á. Ây da 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 da. Tấn công tấn công. Ây da. Liều. Ủi Ankylo của mình đập vô đam ra luôn các bạn. Sử dụng cái đuôi nè. Trời ơi giả con kia. Trời ơi. Mình đi lấy thịt luôn. Đó, có thêm một mớ thịt đùi liền. Ở đây cũng hết mây tàu rồi các bạn, cho nên là mình sẽ gấp cái con Ankylo của mình đi ha. Đi qua phía bên những cái chỗ có mỏ mây tàu tiếp theo đi. Phía bên dưới này mình thấy như có con Harry gì phải. Harry phải không? Mình như Harry mà không biết level bao nhiêu nè. Ủa 230 luôn rồi con cái đó nè. Đó, 230 cũng được các bạn. Mình đang cần có con farm thăm gỗ. Mà con Harry này thì farm gỗ thì ngon lắm luôn. Farm berry, farm tháp, farm timber rồi cũng ngon nữa các bạn. Ai da, có bỏ cạp hả? Angelo, ai da, sao bên tốt nữa ha? Bỏ cạp thì mình ra lệnh cho con kia của mình đánh phụ mới được. Đây, Angelo của mình thì em nó lọt xuống dưới luôn rồi. Trời ơi, ra lệnh cho nó chạy lù đù quá, nó xoay đầu một cái lọt xuống dưới luôn rồi. Thôi thì mình tự xử lý vậy. Ôi con này cũng 280 các bạn. Sao bên tốt cũng đâu phải dạng dừa đâu. Và em nó rớt xuống phía bên dưới thôi. Gấp lên cái. Ok.
lên phía bên trên bạn, mới vừa farm xong cái mỏ mây tàu ở phía bên đây qua phía bên này thì thấy có con Terry, cho nên là chắc là bắt luôn em nó quá. Nó đâu rồi? Đấy bạn, mình còn bao nhiêu mũi tên nha, tên bình thường của mình 14 mũi tên thôi bạn, 14 mũi tên thì không biết bắn đủ con này không. 13.000 turbo hả? Với 13.000 turbo thì hơi khó, cho nên khoan đã, mình gấp cái con này về chỗ này tính thì tính. Tại mình sẽ về chuẩn bị tên ngủ rồi quay trở lại nhiều nhiều chốc đi ha. Berry thì berry đen bây giờ hết rồi chứ chắc phải đi con ổn để farm thêm một ít. Mình sẽ để con Ankylo của mình trên này đây. Đó, hồi nãy mình chế tạo mà hình như mình chưa có lấy ra thì phải, đúng không? Mình nhớ là hình như mình chưa có lấy ra, mình để trong cái cối á. Nè, cho trong này có nè, rồi 40 mấy cái các bạn. Ôi, được 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 được, ok, chế tạo thêm mũi tên, hút thêm miếng máu nữa. Con đó thì theo như mình biết là nó chạy nhanh lắm đó các bạn, không biết là mình chơi theo kiểu hit and run với nó được không nữa đây nè. Nhưng mình sẽ cố gắng luôn ha. Đây, để nó phía bên đây đi. Chim điêu mình để phía bên đây, để chế độ là bắt riêu không tấn công lung tung á. Còn mình thì vô mình rỉa nó là mình chạy. Hay rỉa rỉa nó một cái nha. Vào tấn công luôn. Giai đoạn này thì chưa có bọn ngựa cho nên có cảm giác đi săn lắm các bạn. Cầm cây nỏ đi săn nha. Bắn một phát lên thử xem coi bao nhiêu phần trăm turbo. À, 350 các bạn. Ủa, nó chạy nhanh, nó chạy nhanh. Giọt lên. Ai à, có Sabentooth nữa ha. Mình phải tìm chỗ đó bên mình đứng các bạn. Ví dụ như vách đá chẳng hạn, đứng ở trên bắn xuống thì sẽ hợp lý hơn á. Như ở phía bên đây chẳng hạn. Đó, tận dụng địa hình luôn. Chỗ này không biết đứng bắn được không đây. Hay đứng đây thử đi. À, quên rồi hả cưng. Ôi, nó tụt turbo xuống nhanh lắm các bạn, cho nên là phải dòm nó mới được. Đứng trên này bắn xuống được không? À, được nữa bạn. Ok, ngon ngon luôn, thơm quá. Chỗ này có cái vách đá, đứng đây bắn xuống. Thầy già nó khôn dữ ha. Nó bỏ chạy nữa kìa, nó không có đứng đơ cái mặt ra đâu, nó khôn lắm. Nó chạy nhưng mà lát nữa nó cũng quay trở lại à, giống giống cái con chim điêu hôm bữa. Hay là mình chế tạo cái súng lưới rồi. Đúng rồi, rồi mình có cái súng lưới bạn, mình có súng lưới rồi nhưng mà hết đạn rồi. Hôm bữa chế tạo đúng một viên thôi, bắt cái con chim điêu mất tiêu rồi. Là con này thì nó cứ chạy rồi nó quay trở lại mà, cho nên cũng được, không sao đâu. Rồi chạy luôn rồi. À, lần này nó chạy luôn các bạn, nó không chịu quay trở lại. À, dưới theo turbo của nó tăng lên 10.000 các bạn, chỉ còn 3.000 nữa thôi là xong. Cho nên là mình sẽ chặn đường đó, bay trước một chút nè, chặn đường đó, bắn cho một phát. Bây giờ thì nó hết điên lên được rồi, nó sợ rồi. Ôi, nó vẫn còn điên các bạn. À không, nó không có điên, nó không có điên. Thấy nó quay xe tưởng đâu nó bị điên. Ủa, cục hến đầu vàng kìa. Được được được, cục hến đầu vàng nó hay có đồ tiền lắm. Bắn không kịp ăn luôn á. Thì một mũi nữa nè, điên lên phải không? Lắp liền. À, bắn nè. Ok, bắn cho một phát nữa này. Mình còn 13 mũi tên các bạn, với 13 mũi tên này thì dư sức rồi, không sợ bị hiếu nha. Chạy đi đâu không biết nữa. Ôi, qua đúng hướng cục hính luôn. Con này thì ăn berry berry tím nè. Ok, berry tím hồi nãy trên người của mình hình như là còn nè, chia cho nó ít luôn đó. Có con này thì sắp tới không sợ bị thiếu gỗ đó các bạn, farm gỗ, farm thép, farm fiber, được cái kiểu farm berry luôn. Bên đây thì có cục thính đó nè, rồi lốt luôn cục thính này, coi có gì xịn không. Ui, yên cưỡi ha, yên cưỡi cho con đu y các bạn. Chà, nhưng mà tốn mây tờ dữ lắm, mà có thêm cái cây này nữa. Trời ơi, cần có rất là nhiều mây tờ luôn mới có thể chế tạo được cái yên xịn này nè. 400 mấy mây tờ hả, 19.000 da. Trời ơi, fiber thì 10.000 các bạn. Nhưng mà cái con Doi chắc cũng không cần cái phần yên cưỡi xịn đâu á. Bởi vì có con T-Rex đâu đó bạn, xịn nó thì ngon nha. Chứ còn con Doi thì để farm farm ở nhà hết mà, đâu có chiến đấu đâu, cho nên cũng không thật sự cần lắm đâu. Tính ra nó cũng cùi. Bởi con kia thì mình đánh dấu lại nha, đánh dấu nó lại đây cái đặt. Ok, nó đâu à? Nó đây hả? Thôi kế bên luôn các bạn. Ôi, tăng nó được có 2,1% thôi à, xem cực kỳ lâu luôn á. Là để xem cho em nó 190, 180 mấy. Còn nó thì ăn có 49 cái thôi các bạn. Ok, giờ để từ từ nó tỉnh lại thôi là xong mà. Trong lúc đó thì mình sẽ đi lên phía bên trên, mình sẽ nâng cho con này của mình lên thêm một chút tốc độ nữa các bạn, để lướt đi cho nhanh hơn á. Mình sẽ đi vòng vòng xem có mỏ mây tàu rồi nữa không. Mỏ đá, chắc bây giờ chuyển sang farm đá là được các bạn. Mây tàu thì nãy con này của mình đem xuống dưới đi, đem xuống phía bên dưới này để bỏ trong cái lò nung để mình nấu lên. Sắp tới chúng ta sẽ có được mây tàu rất rất là nhiều luôn. Tha hồ mà sử dụng với con Ankylo này của mình. Mình sẽ cho nó đứng sát sát ở trong đi ha, chứ không mình đi không nổi á. Đó,
sát sát vô phía bên trong những cái lấy ra cái vẫn có thể đi được ha. Mới found được có một 3.000 cái bỏ trong này luôn. Phía bên đây thêm nữa, mình phải làm cho mình thêm hai cái lò nung nữa các bạn, để nấu cho tốc độ cao hơn nữa ha. Thêm hai cái nữa đi, hai cái gì thì hơi chậm, thêm hai cái nữa để cho nấu từ từ là được. Ok, ngon là luôn. Và em kia của mình thì được 8,3% nữa các bạn. Con này thì có flame nữa ha. Mình sẽ trong lúc chờ đợi thì mình sẽ chế tạo thêm cái phần bột này nè các bạn. Đó, thêm cái phần bột này để sau này mình sẽ làm đạn nữa, chế tạo đạn cho con heo của mình các bạn, để vừa đi vừa bắn luôn, với lại chế tạo thêm cái súng lông nét các bạn, lên hẳn cái đầu súng luôn ha, chứ không sử dụng nỏ nữa. Nỏ bắn ha, à lâu quá, lên súng để bắn luôn cho nó nhanh. Và con Ankylo này của mình thì xong nhiệm vụ rồi đó, và nó lên thì được bao nhiêu cấp, 6 cấp nữa các bạn. Mình sẽ cho lên đam đi ha. Đó, lên sức mạnh để farm được nhiều hơn. Mình sẽ gấp nó lên phía bên trên luôn đi. Ở phía bên đây mình thấy có con Raptor nữa các bạn, Raptor level 40 alpha luôn ha. Cho nên sẽ cho con này xuống dưới đây cái đã. Mình sẽ cho con heo của mình ra các bạn, để săn con đó thử coi. Lên đánh thử con này cái thôi, xem coi có đồ gì. Ôi nó có 7.000 mấy máu thôi các bạn, cho nên là dễ đánh ha. Sẵn luyện cấp cho con heo chiến này của mình luôn. Thôi được đồ gì không? À, được thêm cái... Rồi không có gì xỉn các bạn, được cái cung với anh. Cái cung thì giai đoạn này chắc là bây giờ cũng không cần rồi. Chuẩn bị lên cả hẳn đồ súng rồi các bạn. Lên súng bắn cho xịn chứ. Người này chỉ được có cái cung này thôi. Trời gần 300 luôn, ghê thiệt chứ. Và tiếp tục lên đường thôi bạn. Mình đang gấp cái con Ankylo của mình để đi tìm cái mỏ meter để farm thêm nè. Trong lúc chờ đợi con kia thì thấy có con Raptor. Đây ở phía bên đây mình thấy có hai con Raptor Alpha luôn nè các bạn. Hai con Raptor Alpha, một con thì 85, một con thì 20 nè. Được được được, hai con này chơi được nè. Ok, chơi luôn nè. Cân 2 luôn, cân 3 luôn. Ủa cân 1 nồi luôn các bạn. Ây da, đau chứ nè. Được không vậy? Được 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 được, đánh được đánh được. Rồi từ từ nó chết bớt đi các bạn. Rồi xuống nửa cây nha. Chắc là do nhảy xuống á, bị mất máu nhiều quá chứ. Đánh thì đâu có mất máu bao nhiêu đâu. Là có con này hơi cứng chút nè. Đánh được đánh được, tự tin lên. Đánh không chạy nha, tự tin lên là được. À nó bỏ chạy kìa. Chạy đâu cưng. À đâu chạy, chạy chạy đua rồi. À quay trở lại. Nó thấy cái bộ chạy không được, nó quay trở lại các bạn. Và có cây cuốc kìa. Được cây cuốc xịn. Có thêm cây cung nữa ha. À, cây cuốc quay 200 mấy luôn các bạn. Ok, thay thế cho cây cuốc bình thường của mình là ngon lành luôn nè, 260 mấy luôn. Thêm cây rìu nữa. Cây rìu hiện tại của mình có chỉ có 100 mấy thôi à. Thay thế cho cây rìu luôn. Ngon lành luôn. Một bộ combo luôn các bạn. Quá đã luôn ha. Cho mình thêm cây nỏ nữa. Cây nỏ hiện tại mình đang có là 226. Còn này là 200 mấy thôi à, không ngon bằng. Ok, nói chung là có được hai cây cuốc là thấy được rồi ha. Ngon lành luôn. Và đây thì mình sẽ lấy luôn phần thịt của nó. Mấy con này chắc là để lấy da thôi. Rồi không có thịt đùi. Mấy con này thuộc dạng nhỏ nhỏ ha. Rồi ok. Đi săn mấy con Raptor Alpha ngon quá. Được đồ cũng vui. Và con kia thì 33% các bạn. Chắc là mình sẽ qua phía bên kia để mình chờ đợi cho nó một chút đi ha. Cho nó tỉnh lại luôn các bạn. Nó mà tỉnh lại là mình sẽ có được một bộ combo 3 con trong tập ngày hôm nay luôn. Rồi giờ thì tìm đường lên phía bên trên chứ hả. Con đợi kia mình bỏ ở trên rồi. Đường này thì có thể vòng lên phía bên trên được đúng không? Hỏi suốt ở trên nữa ha. Nhưng mà vòng ở phía này lên được. Đây. Lên phía bên trên này luôn. Gấp cái con Ankylo đi tiếp các bạn. Nãy giờ gấp vòng vòng tìm cái mỏ metal. Chỉ còn một phát nữa thôi mà sao nó lâu ghê luôn các bạn. Đứng nãy giờ ở đây nè. Chạy đi farm Benry, làm thêm narcotic các kiểu, đi farm metal các kiểu. Quay trở lại đây, nó vẫn chưa xong. Và đây rồi, cuối cùng em nó cũng đã xong các bạn. Siêu farm của mình đây rồi. Nhưng mà còn có yên cửa cho em nó nữa mới được. Wow, tự farm luôn các bạn. À để gần cái cây thì nó sẽ tự farm luôn ha. Để mình ra lệnh cho nó là gần cái cây thử nha. Đây rồi. Đây, gần cây hơn, đó. Nó sẽ giúp cho mình tự farm được gỗ luôn nè. Xem các em nó có gỗ trên người không. Đó, 1.000 gỗ các bạn. Wow, khủng khiếp vậy. Con này xịn ghê luôn á. Đúng là siêu farm của mình đây rồi. Xem nó hơi lâu chút nhưng mà bù lại thì thành quả của mình có được rất là xịn luôn á. Ok. Con này chắc bây giờ hút nó vô luôn đi. Hút nó vô trong cái cục quả cầu của mình luôn đi. Mình cần phải có yên cửa cho nó nữa các bạn. Con này đem lên trên cái chỗ cái lâu đài của mình các bạn. Farm gỗ vòng vòng trong lâu đài thôi chắc là cũng tài giá cũng đủ. Và cầm thằng gỗ lên cái bay lên phía bên trên luôn. Terry trong này cái. Cũng chỉ the thôi. Đây có Terry thì level 69 các bạn, học được luôn và chế tạo trên bàn Smithy, cần có metal, còn có gỗ nữa.
mà còn có thể chế tạo được trực tiếp trên người này luôn mà, đúng không? Đây, bấm một cái thôi các bạn. Nhưng mà bấm cái này thì con này không có hút đồ được ha. Để xuống dưới thôi. Xem con nó có thể sử dụng được cái khả năng tự gom đồ không nha. Ồ, tự gom đồ được luôn nè. Chế tạo một cái luôn. Rồi, cho con carry ra phía bên ngoài luôn. Đây rồi. Ok, và em nó thì chuẩn bị có yên cưỡi các bạn. Cưỡi em nó luôn á. Cho nó nóng luôn nè. Cưỡi nóng, cưỡi nóng. Ok, lắp lắp lên, lắp lên. Đây rồi. Ngon lành luôn. World Berry cái chuột phải à. Chuột phải là lấy cái phần fiber đó không? Farm berry nè. Còn chiêu ít không có, chiêu C không có ha. Rồi đánh thường vô cây á, thì farm được gỗ rất là nhiều luôn á. Mình sẽ dọn dẹp khu vực này cho nó chống chọi thoáng mát ha. Đó, mình sẽ sử dụng nguyên cái khu ở trong này các bạn để bắt đầu xây dựng căn cứ trong tương lai của mình ở trong khu vực này. Và mấy cái cây này thì farm hết đi. Farm hết, berry đồ dọn dẹp hết cho nó chống thoáng. Mấy cái cây mà gần cái phần vách tường chắc là mình sẽ giữ lại đấy bạn. Còn mấy cái cây mà kiểu như nó mọc ở phía bên ngoài nè, mình sẽ dọn hết cho nó thoáng, mình sẽ đẹp hơn nha. Berry nữa nè, farm luôn. Mình đang cần có thêm berry đen nữa. Và con này thì phải lên cho nó thêm quay một chút nè. Đó. Rồi phần còn lại thì vô tốc độ với lại vô phần sức mạnh cho nó, để nó farm được nhiều hơn nha. Tốc độ thì giúp cho nó đi nhanh hơn. Mổ. Cần có fiber thì farm fiber luôn. Và đây thì có đá nè. Đá thì dành cho đô y các bạn, đô y hoặc ankylo để cho nó farm cái phần blend của mình cho mình nha. Cần đá thì lấy đô y thôi là được. Đó, ngon lành luôn các bạn. Như vậy là trong tập ngày hôm nay mình đã có được phải nói là 3 con luôn các bạn. Đi vòng vòng thôi ha. Mình bắt được 3 con siêu farm nha. Như ít ankylo nè, đô y nè, rồi cả fairy nữa. Con này thì nhìn nó đẹp. Của vanilla nhìn đẹp ghê ha. Mấy con vanilla nhìn nó rất là nét các bạn. Chi tiết của nó rất là chi tiết nè, móng tay rồi cái kiểu này nhìn rất là đẹp. Và video của mình trong tập ngày hôm nay cũng dài đó các bạn. Chắc là trong thời gian giữa hai tập mình sẽ farm thêm nguyên liệu với lại chế tạo vật liệu xây dựng để bắt đầu mình nghiên cứu thiết kế xây dựng cái căn cứ đầu tiên trong cái series lần này luôn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.